Chị ơi, chị cho em lấy thuốc cái này các vị. Em thấy thật bạn gái em đã quan hệ lâu chưa? Sợ thấy chị là em với bạn gái em vừa mới quan hệ nên là em lo quá nên là em chạy dùng thuốc với chị luôn. Ừ, chị hỏi thế tại vì là thuốc tránh thai thì có hai loại, một loại một viên, một loại có hai viên. Loại hai viên thì bạn gái em sẽ uống một viên ngay bây giờ, còn viên thứ hai thì sẽ uống trong vòng 12 tiếng tiếp theo. Thì loại này sẽ có ít tác dụng phụ hơn, nhưng mà bạn gái em phải nhớ rất chắc chắn về cái viên thứ hai, không thì chị lại có hai sẽ cao. Em thấy loại nào? Cái lỗi đấy nhỉ, thì chị cho em cái loại một viên nó chắc, lại em chỉ ngon, chỉ ngon nó kém á. Loại loại một viên thì cũng có hai loại, là loại uống trong vòng 12 tiếng với loại uống có thể uống trong vòng 120 tiếng. Thì bọn em vừa mới quan hệ hôm vâng vừa mới quan hệ ừ, thế thì chị bọn em dùng loại 12 giờ thì sẽ có ít hơn một chút hơn nhé. Vâng, thế thì chị cho em loại 12 giờ đi. Ừ, thế thì chị là nhanh lại. Đây, em để nhắc bạn gái là uống càng sớm càng tốt, thì có thể uống ngay bây giờ. Có thể có một số tác dụng phụ sau khi uống như là buồn nôn với cả hơi mệt mỏi một chút. Đấy, vâng, em nhớ. Chắc em là giá bao nhiêu? 30.000 em ạ. 30.000 em. Em gửi chị. Em gửi chị ạ. Chị ơi, chị cho em lấy thuốc tránh thai loại một viên khẩn cấp, đừng cho phải 2 giờ chị. Ừ, chào chị. Giúp em chị nha. Đây, em hết bạn gái là uống luôn. Vâng, vâng, em biết rồi, chào chị nha. Ơ, em ơi, 30.000. À, thế, em quên. Chào em chị. Ừ, chào chị nha. Chào. Alo chị ạ. Ừ, chào em. Chơi chị cho em cái thuốc tránh thai khẩn cấp đi, một viên cho 12 giờ đấy. Chị thấy em vẫn thai mình như mấy hôm trước em cứ mua. Là vợ hôm qua em mua 2 lần rồi. Tại vì thuốc tránh thai khẩn cấp này thì em không nên dùng quá 3 viên trong vòng 1 tháng. Được. Nhưng mà lần dùng đến lần thứ hai thì cái hiệu quả tránh thai nó sẽ đã giảm đi nhiều rồi, thì chị nghĩ là nếu mà có em quan hệ thường xuyên như thế thì nên dùng cái biện pháp tránh thai khác có biện pháp nào chị cần giúp em không? Chị nghĩ là ví dụ như dùng bao cao su chẳng hạn rất là an toàn này, sẽ tiện lợi mà lại đỡ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Còn chị nhưng mà thực sự là em chưa dùng bao cao su bao giờ cả. Cái này giúp em. Thế thì để chị nhờ anh tư vấn nha, thì sẽ luôn em hết dùng nhá. Rồi. Chú ơi, nhờ em tốt em đã tư vấn cho anh ấy cách ngon lượng bao cao su. Vâng. Chào anh, chào anh. Em muốn chơi cái dụng bảo chú ơi, em cũng đưa đi cái mà tớ thích cho anh thuộc tính nhất. Anh ra ngoài là tôi rồi. Chào anh không? Vâng. Đây nhá. Vâng. Cái bao cao su này thì nó dễ dùng lắm ạ. Đây này, trong một hộp này thì có 3 cái. Thì đây cứ 4 cái là hình như rồi rồi. Đây nhá. Anh nhìn nhá. Cái túi bao cao su nó như thế này. Thì khi mình mở ra ấy, thì mình xé thành mép ở góc. Nhưng mà em tuyệt đối nhớ đấy, đừng để cho móng tay hay là bất cứ vật nhọn nào làm hở hoặc là làm thủng. Thì nếu mà chọc thủng vào coi như là không có tác dụng rồi, đúng không? Đây, anh nhẹ nhàng xé ra. Đây, thì cái hình dạng cái bao cao su nó như thế này. Thì nó có một cái đầu, có một cái túi chứa. Ý, sơn. Em nhớ này. Giả sử đây là cái đó nhá. Vâng, em biết rồi. Thì trước khi đặt vào thì em nhớ bóp chặt để cho không còn bọt khí. Vâng. Em đặt nhẹ nhàng. Đó. Sau đó cố gắng là phải làm sao không bọt khí không ạ? Ừ, tuyệt đối không có bọt khí, vì mà khi có bọt khí ở trong ấy thì khi mà mình xuất tinh ra thì tinh dịch có thể tạo ra áp lực gây ra vỡ cái màng cao su này. Ừ. Nó rất là mỏng. Đấy, sau đó thì em dùng hai ngón tay, bàn tay trái em vuốt xuống. Tuyệt đối nhớ nhá, móng tay là không được làm rách,
thì làm lách là coi như không có tác dụng rồi. Đấy, sau đó mình cầm khung theo dương vật, em kéo xuống, vuốt xuống, nhẹ nhàng. Kéo vừa đủ lên thôi đúng không ạ? Vừa đủ. Nó có nhiều kích cỡ lắm. Em có thể chọn lại phù hợp cho mình. Đấy, thế là xong. Khi đã hoàn thành công việc, thì em lại từ từ vuốt ngược từ dưới lên. Mình làm khi làm cho vào mình như thế nào thì khi cho ra mình làm được lại. Đấy, em vuốt lên lấy một nửa, em túm lấy đầu bao, em xoắn lại để em để tránh cho dung dịch trào ra vào. Đấy, để em rút hoàn toàn. Sau đó thì em buộc lại, em nút lại nhá. Như thế và em bước vào trọng đại tuyệt đối nhớ nhá, không được bước vào bồn cầu. Cái này thì đây là cao su mà. Đấy, cái này không được đèn hết rồi, cái này không thể đụng được lại. Có cái gì tuyệt đối không, cao cao su chỉ dùng một lần thôi. À mà nhớ nhá, anh bảo là vì em dùng nhiều các cái tiết. Đừng thấy nó mỏng mà dùng hai cái nhá. Vì nếu mà khi em dùng hai cái thì em hiểu là hai cái mạng nó có sát vào nhau tạo ra ma sát, sẽ rất dễ xảy ra lách. Và cái tỷ lệ đánh thai là thấp hơn rất là nhiều đấy. Đấy, đơn giản chỉ có thế thôi. Nói chung là nghe sau khi nghe anh nói em hiểu rất nhiều điều. Có gì đâu, đến tuổi này mà. Thế nhớ, gọi anh lấy cho em nhá. Anh lấy cho em lấy khoảng 30 cái đấy. 30 cái à? Một phòng này thì có 3 cái. Thế lấy cho em cả một cửa. Cả một, thế thì trời. Có thể làm mới cái này cũng được nhỉ? Gọi này của nhà em ạ. À, à? Xịn lắm. Đây. Cái này có tiền đấy nhỉ? À, nhập nhưng mà rẻ mà. 20.000. Có 20.000 vậy ạ? Ừ. Rẻ yeah. Chứ nhỉ? Ta xin lấy 20.000 nhé. Ừ, rồi. Em chào anh nhé, chú. Thôi, giữ quá.